Em chào anh em đã đến kênh của Lúa Miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em về cái lúa hiện tại, bây giờ lúa hết trên đồng đất em mới về hồi sáng này, bây giờ em xịt nè anh em ơi. Nãy giờ xịt cũng được mười mấy ông rồi. Đó. Thì bây giờ em ngưng lại em quay em chia sẻ anh em bà con chút. Nó thì ở cái chà lúa trên đây á, là nó được 32 ngày anh em. Thì hiện tại bây giờ được 20 em giải hết 24 cái phân nha. Bây giờ em quay lại. Đó. Thì hiện tại giờ 24 cái phân anh em ơi. Thì em xịt đây xong. Bữa nay em xịt hết 4 miếng luôn nha anh em, 3 miếng chứ. 3 miếng nha. Miếng này là 26 công nha anh em, hai bên này nè. Đó, thì em xịt là rồi anh em nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh nha. Thì ở tới em xịt này xong nha anh em, là em về Tân Hiệp em sẽ xịt cái chợ cử chỗ điều em chia sẻ anh em bà con nha. Cái cử chỗ điều ở cái vụ hè thu này á. Cái cử chỗ điều mình để cái thuốc đưa vô để cho nó hỗ trợ nó vô gạo anh em, tại vì chỗ ngay mưa á. Của em là chỗ ngay mưa không luôn anh em ơi. Đó. Thì ngày mai em sẽ chia sẻ dưới nha anh em. Thì hôm nay á, thì anh em cứ đăng ký kênh rồi anh em ấy cho em xin một like nha. Nhớ xem hết video giùm em nha. Thì ở cái chà lúa này nó hiện tại giờ nó 32 ngày. Mà bữa nay em quản lý là tất cả loại bệnh như là đậu ôn nè. Đầu tiên là đậu ôn nè, thứ hai là bị gió mưa gió anh em. Bị bạc lá nè, bạc lá vi khuẩn á, cháy là cái bị cháy lá vi khuẩn á. Đó. Dưới thuốc sâu luôn nha em, gồm sâu đục thăng nè, rồi sâu đục thăng, rồi sâu cuốn lá nè, hiện tự bốm cũng có anh em, nó bốm đó, nè, có bốm nhầm chỗ nó có cũng nhiều bốm rồi, nhưng em xịt cái cử này nha anh em, thì em xịt cái cử này là tới cái cử đón đồng xong em mới xịt nữa nha, đó, thì ở cái này em xịt anh em ơi, ở cái này em xịt đó, để em lên gió nha anh em. Em xịt đó là em xịt chỉ một công một bình thuốc thôi nghe anh em, tại em ngừa nghe nó thì 26 công này đúng 26 bình thuốc rồi nó thì cũng pha đúng liều anh em ơi. Nó thì bây giờ em nhổ lên cho anh em xem, ở đây là nói chung là cái bộ rễ nó dữ dằn lắm anh em ơi, nó ở đây nó ít rẻ hơn cái Tân Hiệp, tại vì ở đây anh biết sao không? Tại lúc đầu em giữ nước không à, tại không giữ nước thì chết, trong xuân thì nó rẻ dữ lắm nha, còn hè thu này nó mình giữ nước đừng cho nó chết anh em, đất này đất phèn mà. Nó nên cái tỷ lệ nó đẻ rất thấp. Nó thì nói chung thì em xả tới cái này miếng này tới 18 cái giống này mà nó cũng thưa kính rồi anh em ơi. Nó thì bây giờ em chia sẻ thuốc anh em nha. Anh em bà con nha. Anh em bà con nhớ bấm vào từ đăng ký kênh và có ấy cho em xin một like để em có động lực em làm những video mà nói chung là mình chia sẻ những loại thuốc mà mang hiệu quả mà mình xịt ít tiết kiệm ít nhất anh em. Thay vì mình xịt thuốc tào lao rồi xong rồi cái mình vài bữa cái 4 5 bữa cái mình xịt lại nó tốn tiền công tùm lum hết. Nha anh em bà con. Đó, mình xịt cử nào qua cái đấy luôn, nhưng mà mấy cử này anh em đừng có xịt. Mình xịt đúng liều thôi nhưng mà cái lượng nước ít cũng được nữa. Đó. Đúng liều thôi nhưng mà cái lượng nước mình ít chút cũng được nữa, nhưng mà nó vẫn hiệu quả nha. Chứ còn cái giờ cử mà mấy cử như là đón đồng rồi đó thì mình xịt cái lượng nước hơi nhiều một chút thì vẫn có đúng liều nha anh em. Còn ở vi khuẩn anh em nên có ấy thì anh em tăng liều một chút. Vi khuẩn ở vụ hè thu này nè, còn ở đông xuân thì mình cứ đúng liều thôi. Nha. Đây nè anh em. Như em chia sẻ anh em đó là Ninja nha. Nè, cái thằng này xịt nó vô mà ở U18 anh em xịt một cái là nó cầm luôn đó. Đó. Là cái hiện tượng bây giờ hiện tượng ở đây là nó bị mấy bữa nay mưa với gió nó bị bạc lá, thường ví dụ đông xuân này bị cháy bị lá với bạc lá dữ lắm anh em ơi. Đó. Nè Ninja này nha anh em, 60cc cho bình 25 lít nước nha anh em. Nha. Đó, thì em xịt lần công bình đó. Đó. Chứ không xịt nhiều. Đó, đây. Vi khuẩn bạc lá lúa của thằng ADC này anh em. Đó. Thì cũng là nó mới pha 25ml cho bình 25 lít nước, cũng 25 đi em cũng pha 25 nha, chứ không pha tăng liều nha anh em. Đó. Thì anh em khi trước khi pha cái loại này á, cái thằng này anh pha anh em phải lắc lên nha. Để nó kẹo 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 dữ á. Này pha phải lắc nha anh em. Lắc lên rồi mình ha đông ra. Rồi. Thuốc sâu anh em ơi. Để anh chút tí nữa. Đó, thuốc sâu anh em, chim sâu nè. Thì ở cái thằng này nó ngừa cả sâu cuốn lá sâu đục thăng hiệu quả lắm anh em nha. Đây còn mấy anh em xài cái dạng chai mà em có chia sẻ anh em á, nó cái này thì mình xịt bình thì mình chơi gần gối cho nó nhanh đó anh em, khỏi đông khỏi gì đó nha. Đây chim sâu nè, ví dụ trên bông lúa Việt nè, đây nghe anh em này hiệu quả lắm nghe anh em, nó ngừa cả sâu đục thăng nè, sâu cuốn lá luôn anh em, nó cả nhện vé luôn nghe anh em. Đó. Thì cái giờ cử mình nếu mà cái cử mà bốn phân đóng đồng xong á, anh em người nhìn vé anh em xịt thằng này cũng ngon nè nha anh em, nó người có ngay cả nhìn
cái gì cả nhìn vé luôn đó, nó sâu đục thăng nè, sâu cuốn lá nè, rồi nhìn vé nha. Rồi em chào anh em nghe, anh em đi pha thú rồi em sập tiếp anh em đây nè. Rồi em chào anh em bà con, anh em bà con nhớ ủng hộ mình, cách đăng ký kênh để em có động lực làm những video tiếp theo đó. Em chào anh em bà con.